Ok, Karakwat, Karakwat này, phiên bản Karakwat thì các bạn để thấy là so với phiên bản Karat thường nó là một biến thể DM, nó biến thể quá là nhiều luôn, nó không phải là một cải tiến một số thứ như trên các phiên bản Watt khác mà nó cải tiến gần như tất cả mọi thứ trên khẩu Karat. Thành ra mình mới bảo khẩu Karat thường thì nên vứt con mẹ đi luôn từ khi đụng vào khẩu Karat thường, nhưng mà khi khẩu Karat này là một khái niệm hoàn toàn khác. Đầu tiên là crit chain, crit đam được cải thiện, nó từ 1.5 lên 2.0. Crit Gen thì được từ 9 lên 13, nói chung là khẩu này nó khiến cho khẩu này là nếu mà kiểu các bạn có revenge crit là có thể biến thành crit luôn ấy. Có nghĩa là nó cho chúng ta rất là nhiều lựa chọn, nên các bạn có thể build khẩu này theo đường Stratos hoặc là build khẩu này theo đường crit, hoặc là có khả năng build được luôn cả cả cái đường BD nửa nạc nửa mỡ là cái đường hybrid như tôi bảo mấy video trước. Ổ đạn thì được cải thiện gấp đôi, có nghĩa là từ 30 viên lên 60 viên thì mẹ nó cả vấn đề đấy. Sau đó thì crit Stratos Gen, ôi đệt mẹ, từ 15 đến 25%. 25% là cao vãi lồn rồi ấy. Sau đó thì bết đam là quay bết đam quay giống vụ bết đam thì đéo được đáng kể. Rõ ràng bết đam thay đổi không đáng kể, bết đam vẫn chỉ ở cái mức gọi là bé. Ok thôi, bây giờ bỏ qua cái vấn đề bết đam bé đi. Thế cái gì làm cái sức mạnh của cái khẩu này mà như tôi đã nói, đó là cái vụ crit chain, crit đam và vụ sở tốt nó rất là ổn. Thì bây giờ hãy thử nhá. Khẩu này nói chung là cũng là một trong những súng ít người dùng, nhưng mà thành ra revenge nó khá là cao. Thì bây giờ quay đến bảng build không sử dụng revenge đi. Serration Speed Chamber for sure. Xong thì các bạn có thể đút crit chain vào cũng được, nhưng mà nói chung là khẩu này không không nhất thiết phải cần revenge crit, nhưng mà ý là cái mức crit chain của khẩu này nó ở cái mức rất là nửa nạc nửa mỡ ấy. Thành ra là nếu mà muốn khẩu này nó gọi là nó ngon lành cành đào hơn ấy thì nên kiếm revenge có crit chain, đúng không? Cũng không bắt buộc lắm, tại vì bản thân đút một móc crit chain cơ bản đã khiến khẩu này có thể khả năng ổn rồi. Thành ra khẩu này nó nói thẳng ra là khẩu này như đã giải thích ấy, có thể build đam sở tốt thuần hoặc là crit thuần hoặc là crit sở tốt, nhưng mình khuyên là nên build crit sở tốt để nó được tối ưu mặt đam của này. Thành ra khẩu này đút sẽ build như này, nói chung là khẩu này khuyên nhé, khuyên là nên build như này. Đây nói chung là đây ok đấy, nói chung là cơ bản là đút đánh với ammo hay móc hơn nó là cơ bản như này. Sau đó thì khẩu này do nó làm impact đúng không, thành ra là đánh với ammo có vẻ hơi như cặp một chút, nhưng mà do nó crit của nó cũng khá là thấp như thế này nên là sử dụng hunter cũng không được tốt lắm. Có nghĩa là nếu mà các bạn có sử dụng hunter ở đây này thì nó cũng gây ra mất máu trên dây nhưng không được tốt lắm, nhưng giả sử group vào đi nhá. Sau đó slot cuối này có thể sử dụng cái multi shot này vừa tăng đam vừa tăng ấy này. Khẩu này thì có thể sử dụng heavy caliber được, nhưng mà như các bạn đã thấy khi chúng ta đã sử dụng bớt những cái slot này thì còn đéo slot đút heavy caliber nữa, trừ khi đút vào đây. Đây sử dụng có, nếu mà có heavy caliber nhá thì nói chung là bắn thì cũng được ấy, nhưng mà đánh đánh xa sẽ hy sinh luôn độ chính xác các bạn nhìn này. Thành sao lắc long nó sọc con mẹ lên luôn. Thành ra nếu mà có sử dụng heavy caliber thì như đã nói vẫn sử dụng được, nhưng mà chỉ bắn ở cái cự ly tầm trung thôi, tầm trung và tầm gần thôi. Thì bây giờ mình sẽ thử sử dụng heavy caliber bắn bọn này bọn 90. Ô đi. Đây làm lại. Đây. Chẳng hạn như bắn bọn này, đi. Con này vướng nhỉ. Đấy như các bạn thấy trên đây trong cái trường hợp là kiểu gọi là build gọi đi đánh với cả ammo là khá là tốt. Vậy chỗ này vướng quá là mình kiểu bắn lệch lệch ấy. Đây, nếu chứ đứng thẳng nó đéo lệch được thì các bạn có thể thấy là đam rất là ổn đấy. Thế nên là khẩu súng này là một khẩu súng ngon, rất là ngon, kiểu mình không nói những đoạn overpower không, mình nhận xét ngon là những cái vũ khí mình chơi mình thấy nó hoạt động tốt và mình thoải mái ấy. Chứ những cái vũ khí chơi overpower quá thì nó chán, tại vì cái kiểu mình đụng vào cái lồn thì nó cũng chết ấy, đéo một chút thử thách lồn được cả. Nó giống như là thay vì các bạn lao lên đánh từ từ bọn nó cho bọn nó chết ấy, du kích cái kiểu ấy, bằng cách bạn thả mẹ của bom nguyên tử thì chả không chán à. Đấy đại loại thế thôi, ví dụ là thôi đấy. Thành ra là với các bảng build là các bạn như thế này, như đã nói đấy, ai mà không thích cái độ mất độ chính xác quá lớn của heavy caliber có thể bù lại bằng hunter munition. Đây sau khi rút hunter munition các bạn có thể thấy là đạn nó chính xác hơn rất là nhiều đấy, đạn của nó chỉ bay quanh trong cái tâm thôi. Thế giả sử bây giờ thử cho lại bọn này, cho lại cái bọn là bây giờ bọn mình sẽ thay vì ra 90 thì mình sẽ thử cho hẳn bọn 155 đi. Tất nhiên sẽ hơi quá sức với khẩu này rồi, nhưng mà hãy thử xem nó hoạt động như thế nào. Do sử dụng Hunter Munition ấy thành ra là khẩu này nó gây ra slash tương đối, không phải là quá nhiều nhưng slash tương đối. Đây như các bạn thấy này, có rất khá slash. Đấy. Cũng ổn, nếu mà tính cả slash vào nữa thì một băng đạn chết là một con. Mà tính ra 60 viên đạn để chết một con thì cũng gọi là chấp nhận được khi không sử dụng Revenge. Tại vì khẩu này thì Revenge nói thật nhá, Revenge của khẩu này nó có Revenge trên khẩu này nó rất là khó. Tại vì như này thường thường ai mà có Revenge của khẩu Karak này thì đa phần mọi người thường thường vứt mẹ đi. Còn một số thằng ấy nói chung là rất ít người có Revenge ngon của Karak. Karak nó hoàn toàn khỏe, tại vì Revenge của nó rất khỏe.
và cái chỉ số của nó rất là ổn, nhưng mà nhiều người người ta không hiểu điều đấy và người ta thường vứt Riven của Karak đi. Thành ra là cái số Riven ngon của Karak tồn tại thị trường nó rất là hiếm. Thành ra trên Karak thì thị trường nó có hai loại khách hàng, một số loại nhưng mua Riven Karak rất là rẻ tại vì người ta nghĩ là đây là vũ khí khác, người ta mua rất là rẻ chỉ có 100-200 là cùng hoặc là mấy chục. Sau đó một số người nó kiểu người ta cuồng Karak, cái số lượng cuồng Karak là rất là ít, nhưng một số người người ta chọn Karak cuồng Karak ấy thì người ta sẵn sàng bỏ ra khoảng tầm mấy trăm ở 700-800 cho đến 1.000 để mua một cái móc Karak tốt, thế là khá là cao so với một vũ khí ít người dùng. Nhưng mà cái trường hợp đấy rất là ít, rất là hiếm luôn, tôi chơi nói chung tôi gặp mấy lần thôi. Thì khẩu Karak này thì các bạn có thể thấy là nó hoạt động đấy, thành ra với cái bảng build armor thì nên build như này cho nó ok. Khi đánh với Cobalt thì khẩu này có thể như là gác hoạt động tốt đấy, tại vì như tech gen của khẩu này nó lớn mà, thành ra đánh với cả Cobalt thì chỉ được như vậy thôi. Đánh với Cobalt là vứt vứt những cái thứ này đi, thay bằng đánh với Cobalt là thay bằng lửa, thay bằng gác, khẩu này nên sử dụng gác vì sợ rất cao đấy, thay bằng gác. Sau có thể là gác băng hoặc là gác cục điện, mình thích gác cục điện hơn. Ok, đánh giả sử như này, về thử thử vác cái này đánh với Cobalt xem. Tất cả những cái view mình hướng dẫn cho các bạn này chả qua là mình kiểu ai mà thích kiểu thì thích nhiều đam mà nó kiểu hoạt động tốt đấy, có nghĩa là vừa phải nhiều đam vừa hoạt động tốt được không? Còn như mình là mình không thích cái vụ tối đa đam quá, mình sẽ thay đổi theo cái ưu thích của mình sau. Nên giả sử mình bắn một thằng trước nhá. Còn đây như các bạn thấy là nó khó chết hơn bọn Grinia tại vì bết máu của bọn Cobalt nó cao hơn rất là nhiều. Nhưng sau khi chết ở thằng đằng trước này chẳng hạn là những thằng xung quanh cũng bị thương khá khá. Đấy. Thành ra là khẩu này như các bạn thấy là cái vụ sở rất cao ấy, nó chỉ gọi là chỉ lợi thế trong việc đánh với cả bọn có armor là chính, để nó lột được lớp armor nhanh thôi. Thế coi như là cái như các bạn thấy là kiểu khẩu Karak này vẫn có thể đánh với Cobalt nhưng mà có phải không hiệu quả bằng so với cả đánh với Grimnir. Coi như là khẩu Karak này coi như là hai bảng build đấy, nói chung chỉ có hai bảng build chính thôi, một bảng build đi đánh mọi thứ với cả một bảng build đi đánh với cả Cobalt. Thì bây giờ hãy quay thử sang dạng như là khẩu này tôi sẽ quay thử sang sử dụng Riven cho các bạn xem sức mạnh của nó. Thì khẩu này tôi có một cái Riven như thế này. Riven này là nó có multi shot crit gen crit dam. Đánh ra mục đích của cái móc này sau khi thay vào bảng build ấy là tôi thay cho vị trí của cái crit. Có nghĩa là nhìn đây giả sử tôi thay này nhá. Tôi sẽ không nói bảng build của tôi nữa, bây giờ tôi nói về cái bảng build nãy. Thì bây giờ quay lại trở lại bảng build đầu tiên. Quay lại trở lại bảng build đầu tiên. Hunter Munition đâu? Đây, quay về bảng build đánh với Ammo là như này. Thì bây giờ tôi sẽ như sau. Tôi sẽ có hai lựa chọn, một là tôi vứt cái móc này đi, vứt crit dam đi, tôi thay móc này vào ô crit dam, thì có nghĩa là lúc này nhá, cái móc Riven này, này sẽ thay cho vị trí của crit dam và chúng ta sẽ được bonus thêm cái là cộng multi shot vào crit gen, ok. Hoặc là trong một trường hợp nữa là tôi không cần hunter, tôi lấy luôn dam chay để nện vào nó, tôi đút vào đây, tôi sẽ ra rất nhiều crit dam và crit gen luôn, có nghĩa là kiểu có hai khả năng nữa, một là đút cho vào ô crit dam, đút vào ô crit dam ấy thì trong Riven nó crit dam không? Thì cái ý tôi là cái crit dam đấy nó sẽ bù lại được cho cái móc crit dam luôn, coi như chúng ta sẽ không bị mang tiếng nó thay như thế, nhưng chúng ta sẽ không bị mất crit dam, và không bị mất crit dam thì chúng ta sẽ được cộng thêm crit gen để crit đều hơn và cộng thêm multi shot. Còn trong cái trường hợp mà thay cho hunter như này này thì chúng ta sẽ bỏ qua cái vấn đề mất máu trên dây mà chúng ta thiên về dam thuần hơn để thử bắn nhá. Đấy, như các bạn thấy là bây giờ nó tốt hơn trước rất là nhiều, không cần phải chờ nữa, mất máu trên dây nữa mà đã chết được kẻ địch rồi. Đam nó khá là lớn, đoạn cuối ấy, kiểu nhảy toàn 4.000 nó do kiểu đam nó lớn mà nó kiểu tớt lúc đấy đã lột được giáp của nó đi. Đấy, thế ra khẩu Karak này bắn khi có Riven bắn rất là ổn. Về quay về vấn đề bảng build của tôi đi. Trong bảng build của tôi thì tôi thay vào nhiều slot khác, tôi bớt đam đi rất là nhiều vì như tôi thấy là khẩu này hay hết đạn thì tôi sử dụng móc này. Ai không thích như đã nói đấy là bảng của tôi thì riêng cái bảng này các bạn đừng quan tâm lắm. Đây tôi sử dụng bắn xuyên các thứ. Và trong bảng này thì tôi vứt cả Hunter đi và tôi thay cái này cho crit đam. Có nghĩa là do cái kiểu tôi hy sinh mất hai slot cho những cái móc hỗ trợ cái tuổi ấy. Thì bây giờ thử xem nó có yếu đi như thế nào. Như vừa rồi là mất gần một băng đạn để có Riven để bắn chết một con này đúng không? Cũng đéo khác biệt gì lắm. Mất hẳn một băng. Nói chung là khác biệt không nhiều. Cũng chưa mất đấy. Thành ra là đấy, qua cái ví dụ này là các bạn đã thấy tại sao tôi không quá đi, gọi là không quá tập trung đam vào cái game này. Tại vì cái game này dù đam có lớn đến mấy ấy, thì sẽ đến một cái giai đoạn là kẻ thù nó sẽ kháng và giảm đam của chúng ta. Thành ra cái lúc đấy cái thứ mà giúp chúng ta thắng được kẻ địch level sau ấy, đa phần đều đến từ các loại hiệu ứng và đa phần đến từ kỹ năng của Warframe. Chứ cái vụ đam thì chỉ có một vũ khí có thể giúp chúng ta về sau, chẳng hạn như những cái vũ khí quá là khỏe, chẳng hạn như là các loại bow, các loại sniper hoặc là optical hoặc là các loại pháo hoặc là lăn chờ tên lửa súng cối,
Còn với những cái vũ khí nào gọi là những vũ khí cơ bản thường này thì đa phần đam không giúp được gì về sau này lắm. Tất nhiên là nó có ích, tất nhiên là phải có đam mới giết được kẻ địch, nhưng ý là nó không cần phải quá là tập trung vào, đúng không? Thế nhá, tôi đến đây mình kết thúc video của Karakwak. Về nói chung là về nhận xét của Karakwak là khẩu súng tuyệt vời, nó lại là nó tuy là có bết đam nhá, vẫn có nhược điểm á, nhược điểm của nó là bết đam không được cao, nhưng nó có crit tốt, trả tốt tốt, nói chung là các chỉ số khác của nó tốt, băng đạn các thứ ở mức vừa phải, nói chung là cái gì của nó cũng ở mức tốt và mức ba lần nếu mức cân bằng, chỉ có cái nhược điểm là bết đam hơi thấp thôi. Và thành ra là khẩu này nói chung là vẫn là một vũ khí đáng chơi đối với một số người. Và khẩu này thực sự có thiết kế khá là khẩu giống khẩu M4A1 khá là giống M4A1 đấy. Nói chung nó không phải là một vũ khí quá tuyệt vời ở game, nhưng mà một vũ khí tốt, ai thích vẫn có thể sử dụng nhá. Bye bye.